sao sáng đi tới chiều chứ mày á chứ học 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 chứ nẻo làm ngã chứ mày có nít vui dạ không có nít buồn chứ lắm người nó biết bà nội nó ác xì cái nó quay qua nó không có ác xì mà ác xì nó nói theo vậy là bên đây có bà nội không ở bên đây hả dạ gia đình con bên đây vậy hồi đó không đi theo mẹ ha ừ, theo ba con cũng đi viện HO ủa vậy hả dạ. Năm 94 vậy là con đi năm 94 đó dạ con đi năm 94 bảy năm đó nếu không có mất cái giấy gì ra trại của ổng thì đi năm đó à. Ba con thì cũng bị mất giấy ra ra trại nhưng mà ba con chạy thẳng lên trại xin lại giấy thứ hai vậy hả dạ. Bởi không phải mất mà tụi công an á tới khi mà về lại phường á nó đòi cái giấy đó đưa cho nó cái dấu luôn thì ổng đưa nó dấu luôn có sao này dạ. Cái kể như bỏ rồi con tính không đi suốt đời rồi dạ. Cái dính xã đưa lại ổng đó hay đó chứ phải mất ở đâu đưa ổng là cái giấy thiếu điều là nó rách nó muốn bỏ rồi mà sao mà ổng cũng không bỏ ổng giữ thì sao có cái định tự tiếp tái định cư nè mới đi đó chứ ba cái giấy đó bọn em dựng liệm luôn là rồi luôn lần này không đi rồi ba con mất rồi ba con chạy thẳng lên cái trại của nó luôn á ngay ở suối máu á ba con xin giấy thứ hai mà cũng tốn hết cả mấy triệu á mới xin được cái giấy thứ hai đó đi đứng dịch vụ đi tốn tiền còn bảy này không có là thôi thôi suy nghĩ nè tắm đi từ suối máu ra thì dễ